Chào mọi người nhé, mình là Thắng. Hiện tại mình đang đứng ở cổng Tuần Châu. Hôm nay mình sẽ đi vào Tuần Châu và khám phá và review cho mọi người xem những cảnh đẹp trong Tuần Châu. Đây mọi người xem. Đây là cổng Tuần Châu mọi người, cổng chào Tuần Châu. Ở đây là con đường nối liền với giữa đất liền với Tuần Châu à. Vui chơi giải trí của Tuần Châu nhé. Đây là khu Tuần Châu Park. Đây, cái cổng chào này thì mới được xây dựng mọi người nhé. Để có những con kinh công rất lớn này. Bên này có bộ xương khủng long rất to. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này khám phá và cho mọi người xem. Tuần Châu thì hiện tại đã thay đổi diện mạo mới mọi người nhé. Ở đây có rất nhiều những cảnh mới được xây dựng lên và những cái vẻ đẹp trước đây thì đã được loại bỏ đi để tạo dựng một khung cảnh mới để cho phát triển du lịch quốc tế nhiều hơn. Đây, ở đây có một cái hồ nước mọi người. Đấy. Bên kia có những tòa nhà hình cây lấm. Dưới hồ có hai con trâu này. Ngồi bên này có những con trâu đá khổng lồ luôn. Đấy. Trên này thì là những người ta tạc những người cổ đại, người tiền sử, những cái hình người tiền sử đang cầm đá ném, chắc là săn những cái con trâu này. Tuần Châu là hòn đảo thì nằm giữa biển mọi người nhé. Hầu hết thì mọi hoạt động giải trí Tuần Châu diễn ra chủ yếu là dưới nước. Điều này nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm quyết định khởi hành chuyến du lịch của mọi người. Nhưng mà không sao, các bạn cứ đến Tuần Châu, không tham gia những khu vui chơi dưới nước thì các bạn có thể đi ngắm cảnh. Đây, ở đây có một cái bàn tay rất to luôn. Bàn tay đưa ra khoảng thời gian lý tưởng nhất thì để hành trình du lịch Tuần Châu mà bạn nên cần cân nhắc thì mọi người có thể đến đây và tự cân nhắc những khoảng thời gian của mình. Đây có những người bức tượng những người dân tộc đang đứng cầm cái trống và cầm chiêng đang đánh. Hiện tại thì mình đi vào trong khu Tuần Châu Park, khu vui chơi này. Ở đây quang cảnh rất đẹp mọi người ạ. Bên này có những hồ sen, có một cái cô tiên đang đánh gảy đàn bầu. Chuẩn bị sau khi tiêm dịch lần 2 này thì Tuần Châu và Quảng Ninh sẽ mở cửa du lịch cho mọi người vào và đón khách quốc tế. Nên mọi người cứ yên tâm là đến Tuần Châu Quảng Ninh thì không ngại gì những vấn đề về du lịch. Đây, ở đây có những chiếc đèn lồng này, những cây lấm rất to mọi người. Đây, bên trên kia người ta đang xin những cây lấm đèn rất to. Đây, những cái mái vòm đi qua đây là cảm giác như kiểu mình đi vào những cái hang động gì đó. Có những cái em bé đang ngồi ở đây. Đó. Thì sẽ đi vào trong này nhé. Đi vào đây mình
cảm thấy như kiểu mình đi vào, lạc vào cái công viên của người khổng lồ ấy. Ở đây thì mình thấy có một cái đĩa bay của người ngoài hành tinh này. Đây là một cái cây cầu mình vừa đi qua, cây cầu đá, nhìn rất đẹp. Bên này là những con thú, mình cũng chưa biết nó là những con gì. Nói chung là mình đã xem ở trong một bộ phim Hollywood. Đây, rất đẹp. Mọi người đến đây có thể thưởng ngoạn và check in những cái cảnh đẹp ở trong khu vui chơi Tuần Châu này. Đây là một cô gái đang đánh đàn ở giữa đầm sen mọi người nhé. Ở đây thì mình có thấy có những cái chú cá heo người ta xây dựng ở bên ven hồ này. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài, đi ra để review ở phía ngoài cho mọi người xem. Trong này thì mình chỉ thoáng qua một chút thôi. Còn khu vui chơi đu quay các thứ trượt bước thì nó ở phía bên trên kia, mình sẽ không lên đấy đâu. Thì bên trên đấy thì hiện tại bây giờ người ta đóng cửa, mình chỉ xin phép người ta để cho vào đây một chút thôi, chứ không được ở trong này lâu đâu. Thì giờ có đóng cửa, người ta không tiếp khách, không cho ai vào đâu, nên mọi người thông cảm nhé. Bên này là những cây đàn này, cồng chiêng này, cây kèn này. Ở đây có một cái bàn tay này. Đây có một cái đôi tình nhân đang múa ba lê ở đây này. Mọi người có thể xem này. Đây, đôi tình nhân đang múa ba lê rất đẹp. Bức tượng ở đây rất đẹp. Đây, trong cái hồ này còn có những con cá sấu, con cua để mọi người xem này. Đấy, con cua khổng lồ luôn đấy, chứ không phải là cua bé đâu. Đây, con cá sấu đang há miệng đớp mồi. Đây, bên dưới này có một con cua ở dưới nước này. Ở đây có một con cua khổng lồ luôn. Mọi người nhìn xem, con cua rất to. Đó, con cá sấu này. Đây, con cá sấu khổng lồ. Đây là con trâu đang cày ruộng này. Chiếc giếng nước của người Việt Nam này cũng được đưa vào đây để ghi lại lịch sử của người Việt Nam. Một cái hang động đi đến cái khu nhà tròi của Tân, khu nhà tròi của Dạng. Đấy, mọi người đến đây có thể đi vào đây, trong này rất mát. Bên này là những ngôi nhà. Đây là những ngôi nhà ra xây dựng để tạo tôn vinh những vẻ đẹp mà của người Việt Nam này. Đó, ngôi nhà bằng đất, chính theo kiểu ngày xưa. Thì mình đã ra đến ngoài đường rồi mọi người nhé. Đây là
Hiện tại ở đây nó hơi ồn tí. Đằng sau lưng mình đây là khu nhà hát nhạc nước của Tuần Châu mọi người nhé. Đây đằng sau lưng mình là khu nhà hát nhạc nước của Tuần Châu này. Mọi người đến đây có thể tham gia mua vé vào xem nhạc nước và xem cá heo và cá sấu biểu diễn ở hai cổng nhé. Còn bên này là khu khuôn viên của Tuần Châu. Đấy, quang cảnh ở đây rất xanh tươi và thoáng mát. Bên kia là ngôi nhà trắng của Tuần Châu. Đây mình sẽ đi ra cổng ngôi nhà, cổng Hạ Long Park, Tuần Châu Park. Đây bên này mình đi sang bên này. Ở đây có một cái hồ sen này. Đấy. Bên này là khu Tuần Châu Park. Mình sẽ đi sang bên này. Ở cái khuôn viên này nhìn quang cảnh cây cối rất đẹp mọi người. Đến đây mọi người có thể thưởng ngoạn và nghỉ ngơi tại đây, ngắm những cái cảnh thiên nhiên ở đây tươi đẹp. Đây, ở đây có hai cái hồ nước mọi người. Đây mọi người xem. Ở đây có người ta xây dựng hai cái hồ đài phun nước, nhưng mà hiện tại thì chưa vào hoạt động nên người ta cũng chưa cho chạy cái gì cả. Đây phía ngoài xa xa ngoài kia là bờ biển Tuần Châu. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đấy, review những cái cảnh ngoài biển nữa Tuần Châu cho mọi người xem. Trong này rất thoáng mát, bóng cây cối rất mát mọi người ạ. Hiện tại thì biển Tuần Châu thì chưa có khách du lịch đâu mọi người nhé. Đến thời điểm bây giờ mình đi ra thì rất vắng bóng luôn, không có một ai luôn. Chỉ có những người mà người ta đang dọn dẹp để chuẩn bị đón khách trở lại thôi. Dự án du lịch người ta tạo lên bờ biển này trải dài suốt từ đầu Tuần Châu đến cuối Tuần Châu. Bên này có những cái cây dừa rất đẹp mà. Mọi người có thể ra đây check in chụp ảnh ở đây. Một điểm lý tưởng, nhiều cô dâu chú rể hay đến đây để chụp ảnh. Ở Quảng Ninh thì rất nhiều những địa điểm cho mọi người đến đây chụp ảnh cưới hoặc là tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Thì đây hiện tại bên này là bờ biển Tuần Châu. Đi trên bãi biển Tuần Châu mọi người nhé. Đằng sau mình kia là những cái dạng dừa người ta trồng để cho khách đến nghỉ mát và tham quan du lịch. Thì ở đây mình sẽ đi sang bên kia. Bờ bên kia có một cái cây cầu rất đẹp. Mọi người nhìn xem, xa xa thôi chứ không gần được. Nên bây giờ mình sẽ đi sang ngay tận nơi cho mọi người, review cho mọi người xem nhé. Những quang cảnh ở đây thì bãi biển rất sạch mọi người ạ. Đây. Khi mà nước lên ấy, thì mọi người không thể đi bộ ở trên cái bờ cát này sang những cây cầu bên kia được. Mọi người sẽ phải đi ở trên bờ kia, có cái đường đi sang bên đấy. Còn bây giờ nước rút thì mình có thể đi được từ cái bờ cát này đi sang bên đấy. Đối diện đằng sau mình kia là một cây cầu. Mọi người đến đây có thể đi sang bên đấy review và chụp ảnh, check in ở bên đấy và nhìn toàn bộ những quang cảnh bên bờ biển Tuần Châu này nhé. Bây giờ mình đi sang bên đấy. Trời hôm nay thì hơi nắng. Tuần Châu thì có nhiều những cách tham quan du lịch. Mọi người có thể đi máy bay trực thăng, đến đây thuê máy bay trực thăng và đi ngắm cảnh từ trên không. Còn không, mọi người có thể thuê thủy phi cơ để ngắm cảnh từ trên không, hoặc là những cái dịch vụ như du thuyền, dù kéo rất nhiều mọi người ạ. Ở đây có những cái nhà chòi cho mọi người nghỉ mát ở đây này.
đến đây du lịch mọi người có thể ngồi ở trong những cái nhà chòi này, nghỉ mát ở trong này. Đây mình sẽ vào trong này. Đó. Quang cảnh ở trong này nhìn sang bờ Tuần Châu. Bên kia là bờ Tuần Châu mọi người nhé. Đấy, bờ biển bãi tắm Tuần Châu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi sang bên này, chỗ cái cây cầu kia cho mọi người xem nhé. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy cây cầu được xây dựng ở đây. Nhìn rất đẹp, bắc từ bờ bên này sang bờ bên kia của một cái gọi là cái đảo nhỏ thôi. Đấy, bây giờ mình tiếp tục đi đến chỗ cây cầu này, review cho mọi người xem cái cảnh đẹp cây cầu này. Đấy, ngày xưa. Đấy, mọi người nhìn nghe mái vòm nó này. Toàn bộ gỗ hết và lợp ngói. Đây, những cái cây cột rất to. Từ đây mọi người có thể nhìn sang bờ bãi biển bên kia ở Tuần Châu, bãi tắm. Đấy. Ở đây thì quang cảnh nhìn sang bên Tuần Châu rất đẹp mọi người ạ. Từ cái cây cầu này mọi người có thể đến đây và check in chụp ảnh ở đây, tham quan nhìn lại toàn bộ quang cảnh ở Tuần Châu ở bên kia. Đấy. À, bên này thì mọi người có thể nhìn ra vịnh Hạ Long ở phía xa xa kia là vịnh Hạ Long mọi người nhé. Những quần đảo lớn, hơn 600 đảo lớn nhỏ ở vịnh Hạ Long ở ngoài kia. Đây. Từ cây cầu này mọi người có thể đi ra đến bờ biển phía bên này của cây cầu. Trong này rất mát mọi người ạ. Đi du lịch mọi người có thể đến đây thưởng ngoạn và nghỉ mát ở đây. Ở đây thì người ta chưa xây dựng xong mọi người nhé. À, nên quang cảnh ở đây cũng vẫn còn một số điểm rất hoang sơ. Đây, mọi người nhìn có thể nhìn xem. Đấy. Nếu ban ngày thì mùa này thì không có ai. Nhưng mà sang mùa kia thì người ta hay đến những cái khi nước lên người ta hay đến đây để câu cá ở cái khu chỗ cây cầu này. Người dân ở đây thôi. Còn khách du lịch đến thì chỉ để chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn thôi. Những cái cảnh đẹp ở đây thôi. Đấy. Dưới này có một cái bờ biển này, bờ cát này. Mọi người chỉ được tắm ở bờ bên kia thôi nhé. Bên bờ bên này người ta không cho tắm đâu. Vì nước sâu mọi người ạ. Có thể xảy ra những cái tai nạn không đáng có. Từ bên này nhìn sang bên kia Tuần Châu nhé. Đây, mọi người nhìn xem, quang cảnh rất đẹp. Bên bờ Tuần Châu bên kia, những cái nhà nghỉ dưỡng, nhà nghỉ mát. Mọi người có thể nhìn thấy. Kia là nhà hát, rạp hát nhạc nước của Tuần Châu. Đằng xa xa bên trên kia là những cái khu rừng. Những khu rừng đấy là khu rừng thông nhá. Toàn bộ là nguyên sinh hết mọi người nhé. Mọi người có thể lên đây tham quan và nghỉ mát tại đây. Bên này là cái bờ kè đá. Nói chung ở đây người ta cũng đổ cát rồi, nhưng mà đợt tới thì người ta sẽ tôn tạo thành cái khu này thành một cái bãi tắm núi liền từ đây sang bên kia Tuần Châu, bờ Tuần Châu. Thế nên mà sắp tới thì toàn bộ những cái cải tạo khu du lịch ở đây sẽ được hoàn thành và mọi người đến đây sẽ được thưởng thức tất cả những cảnh quan ở đây, những cái bờ biển ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên bờ nhé. Giờ mình sẽ đi vào trong mọi người nhé. Mình sẽ đến khu cảng cầu và review những cái cảnh ở khu cảng cầu cho mọi người xem nhé. Hiện tại thì bây giờ thì Tuần Châu có một chiếc thủy vi cơ và một chiếc máy bay trực thăng, nhưng mà do dịch Covid người ta không đỗ ở đây, người ta đã cho về sân bay, chắc là sân bay Vân Đồn thôi, sân bay Cát Bi Hà Nội, Cát Bi Hải Phòng, sân bay Hà Nội. Mọi người đi từ Hà Nội xuống Tuần Châu có thể đi từ đi thủy vi cơ nhé, đi đường bộ hoặc là đi đường không cũng được. Còn không thì có thể bay xuống sân bay Cát Bi Hải Phòng.
sang bên này, bên bờ bên này của khu cảng Tuần Châu mọi người nhé. Đằng sau mình kia là cảng Tuần Châu này. Đây mọi người xem này, những cái con tàu ngủ đêm rất lớn này. Bên kia là những cái con tàu đi về trong ngày và những cái con thuyền. Phía đằng sau mình kia là những cái con du thuyền rất đẹp. Đây mọi người có thể xem ở đây. Những cái du thuyền trong đảo Tuần Châu này. Đấy. Mọi người đến đây có thể thuê những cái du thuyền này để thưởng thức những cảnh đẹp trên vịnh Hạ Long nhé. Đây là những cái tàu cảnh sát biển này. Đưa hết vào trong cảng tàu Tuần Châu đỗ rồi. Vì du lịch đóng cửa nên người ta cho hết tàu thuyền và phà trong đấy đỗ. Thì mọi người đến đây có thể đi phà từ đây sang Cát Bà hoặc là đi tàu cao tốc từ đây sang Cô Tô, Vân Đồn. Giá thì không đắt đâu, từ đây sang Cát Bà thì chỉ có mấy chục nghìn thôi. Cả đi một chiều đi và một chiều về thì mình sẽ mua vé chiều về. Còn nếu mà mang theo phương tiện thì mọi người cũng có thể đi phà từ đây sang đến Cát Bà. Hiện tại thì mình đã đi một vòng quanh cảng tàu Tuần Châu và một số điểm du lịch ở trong Tuần Châu rồi. Thì đến đây mình xin phép được kết thúc video ở đây vì Tuần Châu nó hơi rộng nên lần sau mình sẽ làm một video đi ở phía bờ bên kia Tuần Châu cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc. Rất mong mọi người đăng ký kênh Nai, đăng ký và ủng hộ kênh giúp mình để mình phát triển kênh được tốt hơn.